Xin chào mọi người, giới thiệu với mọi người bức tranh tường mang phong cách Nhật Bản mình mới hoàn thành cho quán Osaka Bắc Ninh. Mời mọi người đến địa chỉ 184 đường Ngọc Hân Công Chúa, thành phố Bắc Ninh để ngắm tranh và thưởng thức cả món ăn tại đây nha.